ở nhà nhiều hơn á, không được ra đường. Tại vì nghĩ đâu mà thấy là kỳ nghỉ Tết huyền thoại luôn. Em chỉ bị thiếu khẩu trang thôi, em mua không được. Đi đâu phải đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên. Họ cũng phải ở nhà và họ không đi làm được thì cũng đã ảnh hưởng kinh tế của chính bản thân họ rồi. Em thấy đầu tiên là sinh viên học sinh ạ. Đấy, được nghỉ học này, xong rồi thứ hai là người nông dân nông sản đấy mình vừa đề cập đến. Đó, rồi tiếp theo là nói chung là em thấy tất cả những ngành, những trường hợp trong xã hội này đều bị ảnh hưởng ạ. Chắc có lẽ là học sinh sinh viên chứ. Tại vì nghĩ đâu mà thấy là kỳ Tết huyền thoại luôn. Học sinh sinh viên là làm cho mọi người đều phải ở nhà, không đi học, không tới trường học được. Dạ, theo em nghĩ là không được ra đường, ít gặp bạn bè, đi đâu cũng sợ bị bệnh. Ảnh hưởng thì chắc là người nông dân rồi. Bởi vì nông dân thì họ có thể bán được hoặc không thì nó phụ thuộc vào mùa màng nhiều, thì nên là em nghĩ là ảnh hưởng nhiều nhất là nông dân. Người dân nói chung, chỉ cần là người dân thì gần như là đều bị ảnh hưởng, chỉ cần là người lao động đi kiếm tiền thì sẽ bị ảnh hưởng hết. Bởi vì thứ nhất là nó ảnh hưởng đến kinh tế của mọi người, thứ hai là ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người. Bởi vì là người dân lao động mà càng kiếm được ít tiền ấy thì họ lại càng không có tiền mua khẩu trang, không có tiền mua nước rửa tay, thì họ lại càng có nguy cơ nhiễm bệnh cao nhất. Còn đối với những cái ngành nghề mà kiếm được nhiều tiền hơn thì đương nhiên là trong giai đoạn này nó sẽ bị đúng đoạn và không có phát triển được như bình thường nữa. Còn các em học sinh sinh viên thì có thể là các em cũng có thể nói là mình bị ảnh hưởng, nhưng mà mình nghĩ là các em học sinh sinh viên là những người bị ảnh hưởng ít nhất ở trong cái thời điểm này rồi. Bởi vì các em chỉ nghỉ học ở nhà thôi, cái người bị ảnh hưởng thì chắc là ba mẹ của tụi em, chứ tụi em cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu. Đối tượng nào bị ảnh hưởng nhiều nhất? Em thấy là tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng bởi mùa dịch này, không có riêng ai hết. Hôm trước em có đọc báo thì nói là cái mùa dịch bệnh này thì ảnh hưởng nhiều nhất chắc là những cái đối tượng mà những cái người mà dọn vệ sinh đó chị. Dạ đúng rồi, tại vì họ sẽ tiếp xúc với cái nguồn dịch nó nhiều hơn, nó dễ hơn, cho nên là sức khỏe của họ cũng sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn. Trong cái mùa dịch này tất cả mọi người ai cũng đều bị ảnh hưởng. Thứ nhất là tất cả mọi người đều lo sợ mình bị nhiễm bệnh. Cái thứ hai nữa là về kinh tế thị trường thì ảnh hưởng toàn cầu, ai cũng bị ảnh hưởng. Người bị ảnh hưởng nhiều nhất, mình nghĩ á, ảnh hưởng nhiều nhất chắc là người nông dân ấy. Thì cái việc xuất đi các nước khác nó sẽ khó hơn. Mình nghĩ vậy. Thì ảnh hưởng chung rồi. Thì cụ thể như là ngành du lịch đó, thì mọi người đã nghe tuyên truyền từ Bộ Y tế là hạn chế đi du lịch và tụ tập nơi đông người, thì người ta sẽ hạn chế đi rồi. Thì nói chung là cái đó một mặt đấy thì đã chung rồi, thì người dân ai cũng bị thôi. Họ cũng phải ở nhà và họ không đi làm được thì cũng đã ảnh hưởng kinh tế của chính bản thân họ rồi. Thì đây là bị chung thôi. Mùa dịch Corona này á, thì cái ảnh hưởng nhất là những người đi du lịch. Tại vì hiện tại bây giờ là du lịch mà cái nước mà du lịch mà hôm qua mình nhiều nhất là cái nước bạn đang bị là trung tâm dịch này, mà bạn là đang du lịch nhiều, đi qua mình nhiều nhất, đó là ảnh hưởng nặng nhất. Thứ hai là các cái dịch vụ của mình, cái ngành dịch vụ của mình đó. Ngay cả với cái việc mà học sinh nghỉ học trong thời gian này, thì những cái anh chị, những cái cô chú mà bán hàng lề đường mà cho sinh viên học sinh học á, người ta cũng bị ảnh hưởng nhiều lắm. Đó là tại vì sao? Giờ không có học sinh bán cho ai. Đó, nhân viên văn phòng thì giờ ăn cơm mà không dám ăn, cũng phải nấu cơm nhà để ăn. Nhiều người, rất là nhiều người nấu cơm nhà để ăn. Sẽ ăn chung ăn bậy bạ cái lây nó mất công. Đó, thì đó là những cái hành dịch vụ là bị ảnh hưởng nhiều nhất. Đó, rồi đó là hai cái mình thấy đầu tiên. Theo mình thì cái đối tượng mà bị ảnh hưởng nhiều trong mùa dịch này á, như các bạn đã thấy là dịch bệnh virus corona này đã gây ảnh hưởng tác động rất nghiêm trọng trong một tháng qua. Rất nhiều học sinh, sinh viên đã được nghỉ đến hết tháng 2 và gây ảnh hưởng đặc biệt
trước mắt nhất là mình thấy đó chính là những phụ huynh mà không có ai chăm sóc cho con, không có ông bà để chăm lo hoặc trông trẻ, thì các phụ huynh này luôn luôn phải thay phiên nhau để trông con. Đó, mình thấy là cũng rất là lo lắng. Bản thân mình thì chưa có gia đình, nhưng mà mình đã thấy rất nhiều người bạn của mình đã phải một tuần là hai vợ chồng đã phải thay phiên nhau để nghỉ, để mà phải trông con, để ở nhà trông con. Còn nếu mà tiếp tục tình hình dịch bệnh này kéo dài nữa thì không biết là câu chuyện là đi làm việc này nó sẽ trầm trọng thế nào. Ngoài ra là mình thấy một số một đối tượng nữa, đó chính là giáo viên các trường học. Hiện tại thì đặc biệt là giáo viên mầm non, họ đang các cô đang được nghỉ dài hạn và ở nhà và không có đồng lương cũng như không có việc làm. Nhiều người đã phải làm thêm, ví dụ như là bán hàng online, hoặc là một số người còn phải đi chạy Grab để kiếm thêm trong cái thời gian mà học sinh đang được nghỉ. Một đối tượng nữa mà mình thấy đó là các dịch vụ về nhà hàng ăn uống, dịch vụ vận chuyển cũng như là về du lịch. Thì với cái mùa dịch này thì khiến cho cái ngành dịch vụ nhà hàng ăn uống là bị giảm sút đáng kể, khi mọi người mà hạn chế tụ tập những chỗ đông người, hạn chế đi ăn, rạp phim cũng vắng và giảm doanh thu, nhà hàng cũng giảm. Như vậy thì nếu mà để chống chọi thêm mấy tháng nữa thì có nhiều cửa hàng, nhiều nhà hàng sẽ phải đóng cửa và phá sản nếu như không trụ qua được mùa dịch này. Cũng như là các ngành hàng như là du lịch nè. Vừa rồi mình có đọc báo thì thấy trên đối với ngành hàng không thì giá vé máy bay đã được giảm để thu hút việc đi chơi du lịch, nhưng mà có vẻ như là mọi người rất là sợ dịch corona nên đều hạn chế đi du lịch trong thời điểm này, làm cho nền kinh tế bị ảnh hưởng cũng khá nghiêm trọng. Mong sao là các nhà khoa học có thể tìm ra được vaccine để giúp cho người dân, những người đặc biệt ở Việt Nam hoặc là trên thế giới có thể yên tâm hơn và cuộc sống có thể trở lại bình thường. Ngày có dịch thì có thay đổi, tại vì trong cái việc mà vệ sinh cá nhân ngày mình cũng phải thay đổi. Ví dụ đi ra ngoài, đi về cũng phải làm vệ sinh cá nhân nó sạch sẽ. Cái thứ hai nữa là mấy đứa nhỏ con mình á, thì cứ một người lớn cứ một đứa nhỏ mà nghỉ ở nhà thì phải có một người lớn canh. Cái nhà nào hơn có ông bà, có người này người kia canh giùm thì không nói, nhưng mà mấy đứa nhỏ mà đang đi học thì nó phải nghỉ ở nhà. Cái chuyện nghỉ là bắt buộc phải nghỉ rồi, tại vì dịch bệnh là phải nghỉ học, chứ đi học mà dính dịch thì không nên đi đó. Mà thì một đứa nhỏ nghỉ thì nó sẽ kéo theo một người lớn về nhà canh, thì nó sẽ ảnh hưởng đến việc mà công việc của người đang hiện tại trong gia đình. Đó là cái ảnh hưởng lớn đối với cá nhân. Thật ra là từ cái mùa dịch đến giờ thì em thấy em thoải mái hơn ạ. Đấy, chị cũng thấy đấy, em vốn là ngoài Bắc, không rồi dịch này em vào trong đây em chơi này, em chơi nguyên một tuần này em mới về ạ. Em bị bắt ở nhà nhiều hơn á, không được ra đường, nói chung là không được đi nói chuyện với bạn, không được gặp bạn bè, đi đâu với đeo khẩu trang thì nó hơi bị ngợp. Em chỉ bị thiếu khẩu trang thôi, em mua không được. Em xếp hàng rất lâu nha, vẫn không mua được mọi người ơi. Em mua một hộp một cái 28 ngàn luôn đó mọi người ơi. Hết, tại vì là em thấy trước mắt là em sẽ học bù sắp mặt luôn rồi. Em nghĩ là em bị nhốt ở nhà hoài, ít cho đi ra ngoài lắm. Vì ra đường thì cũng phải đeo khẩu trang và chăm rửa tay các kiểu, thì nói chung là cũng không có thay đổi nhiều lắm, mình chỉ chú ý về cái cách sinh hoạt của mình nhiều hơn. Thì may mắn thì do vợ mới sanh á, cũng ở nhà chăm con vậy thôi nên chưa gì làm lại. Thì cũng ở nhà thì cũng có ông bà ngoại chăm phụ giúp, thì bà ngoại cũng chẳng có làm việc gì hết, chỉ ngoài việc là ở nhà nấu cơm rồi phụ chăm cháu vậy thôi. Còn mình vẫn đi làm bình thường, thì nó đã may mắn hơn nhiều người khác thì phải ở nhà thu xếp công việc này nọ để chăm con. Đi đâu phải đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, rồi đi ra nơi công cộng thì không dám đụng cái này đụng cái kia, sợ lỡ có ai đó nhiễm bệnh thì mình bị nhiễm bệnh theo, mình cũng chết theo. Thì cảm giác lo lắng nhưng mà không
cố gắng thực hiện các bước mà Bộ Y tế hướng dẫn, rửa tay, đeo khẩu trang thường xuyên.